tao bỏ qua dễ dàng như thế đâu nhá. Để rồi xem. Về nhà tao đi, bố mẹ tao đi du lịch rồi. Con qua nhà bạn học nhóm rồi ngủ lại luôn ạ. Phải chấm dứt chuyện này ngay. Bằng cách nào nhá? Triệu chứng này rất giống với triệu chứng ngày đèn đỏ của con gái. Tao không bỏ qua dễ dàng như thế đâu nhá. Để rồi xem. Mà hai ông có làm sao không? Bọn tao không sao đâu. Mà sao hai bà biết mà đến đây? Bọn tôi vô tình đi ngang nên là mới nhìn thấy hai ông như thế này đấy. Còn mày đặt đánh nhau nữa. Thôi, bây giờ để hai bọn tôi đưa hai ông về nhà nhá, rồi mình tính sau. Về đi. Tôi không về nhà được đâu. Sao đấy? Đi sáng đấy. Tôi biết hết cả rồi. Với lại, bây giờ mặt mũi cũng như thế này, nếu như mà về nhà, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện với mẹ. Thế ông định ở đây mãi à? Thôi, về nhà tao đi. Bố mẹ tao đi du lịch rồi. Thôi, về đi, còn đứng đây làm gì nữa? Đi. Đi. Thôi. Ăn cái gì mà nặng thế không biết. Đau quá. Ông ngồi yên đi. Ông mà di chuyển nhá, đau nữa dám chịu. Bà không thể nhẹ nhàng được như rượu à? Tôi xin lỗi nhá. Ông chịu khó chút đi chứ. Tôi không nhẹ nhàng hơn được nữa đâu. Tôi không sao đâu. Muốn tôi nhẹ nhàng thì đợi khi nào tôi đầu thai đã. Mà này, không biết sau này mình tính thế nào với thằng Việt đây. Hôm nay tao đánh nó như thế chắc nó cũng sợ rồi. Nhưng mà không được, mình vẫn phải cảnh giác. Phương, từ lần sau ông sẽ là đồ đệ của tôi. Để làm gì? Thì để tôi bảo vệ ông chứ làm sao nữa. Ông đi đâu cứ bảo là đệ tử của tôi, không thằng nào dám hó hé gì đâu. Yên tâm đi. Nghe có phải oai phết nhỉ. Ok đại ca. Phương à, tao chính thức chia buồn với mày nhá. Tao mãi mới thoát được là kiếp pet của con Trang. Bây giờ lại đến lượt mày. Tao chỉ khuyên mày một câu thôi, là dù có là pet hay là đệ tử đi chăng nữa ấy, thì mình cũng chỉ là cu li cho chúng nó thôi. Này, tao khác, con Trang khác nhá. Ai cho mày so sánh kiểu đấy? Mẹ tao gọi.
Alo mẹ. Con ở đâu mà giờ này còn chưa về? Dạ, con qua nhà bạn học nhóm rồi ngủ lại luôn ạ. Bạn nào? Trai hay gái? Trai ạ. Mẹ có cần nói chuyện với cậu ấy không? Con đưa máy cho mẹ nói chuyện nhá. Alo ạ, cháu chào cô ạ. Cháu là cái cậu khi sáng trên phòng giáo viên đúng không? Vâng ạ. Cô ơi, hôm nay cô cho Phương ở lại nhà cháu một tối nhá. Tại vì hôm nay bọn cháu định học đến khuya cơ ạ. Bây giờ Phương mà về thì nguy hiểm lắm ạ. Đưa điện thoại cho mẹ cháu để cô nói chuyện. Dạ, alo. Chào chị. Chị là mẹ của Thắng hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chị ạ. Bọn nó bảo là đang học nhóm cái gì. Em đang chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa nó đấy ạ. Chị yên tâm nhá. Chị cho tôi nói chuyện với chồng chị đi. Alo. Dạ. Anh là bố của Thắng đúng không? Anh có phải bố của Thắng không vậy? Sao nghe giọng như con gái thế? Tôi đây. Do tôi mới đi cắt amidam cho nên là giọng hơi thánh thoát một tí. Giờ chị đã nghe giọng đàn ông chưa? Giờ thấy hơi giống rồi. Anh nghe này, nhớ bắt chúng nó học bài. Không được chơi đâu nhá. Thằng con tôi phải học liên tục mới đỗ được Harvard. Anh hiểu không? Chị yên tâm, tôi là tôi cứng rắn lắm. Chúng nó mà chỉnh mạng cái gì là tôi đánh luôn ấy. Cái gì? Ai cho anh đánh con trai tôi? Ý tôi ấy là tôi đánh con trai tôi. Còn thằng Phương ấy thì tôi chỉ nhắc nhở thôi. Mai có tôi về mà bị chày trước chỗ nào thì anh không yên với tôi đâu. Chào anh. Đúng là một người phụ nữ đáng sợ thật đấy. Chắc về sau á không ai dám làm con dâu nhà ông đâu Phương ạ. Tốt nhất ý, ông sẵn sàng tinh thần để ế suốt đời đi. Không được đâu. Làm sao lại có thể vì mẹ tôi mà tôi lại phải cô độc suốt đời chứ. Mà thôi, muộn rồi. Tao phải con rượu về đây. Hai bà cứ về đi. À này, nếu như tối nay ý, nhiễm trùng hay là sốt thì ông mà gọi luôn cho tôi đấy nhá. Đang bị thương thế này không được ăn thịt gà này, cá, tôm hay là thịt bò gì đâu. Với cả lúc ngủ thì thay băng đi, không để lâu nó bí là lâu lành á. Thôi cô Nương ạ. Người ta cũng lớn đùng cả rồi, không phải trẻ con đâu. Mà dặn như là mẹ dặn con, đi về. Nhưng mà nhớ là đừng có tháo băng chảy máu ấy nhá. Đi về. Ê này, Diệu nó quan tâm mày như vậy, có khi nào nó thích mày rồi không? Trước giờ Diệu vẫn vậy mà. Tao đi tắm trước nha. Mày chơi trò đánh lạc hướng với tao. Đợi tao, để tao tắm trước. Tắm gì mà lâu thế? Ngủ trong đấy à? Kệ tao đi. Tao không muốn chết chỉ vì không để tiêu diệt được hết lũ vi khuẩn trong lúc tắm đâu. Sai. Sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa? Chụp cái mặt để tôi xem nào. Đỡ rồi. Bà không cần phải lo đâu. Đấy, ông có ăn cháo không? Để mà tôi nấu cháo sườn cho ông nhá. Đã nói là không sao rồi. Yên tâm, yên tâm. Hay là ông uống nước cam để tôi mang qua cho. Trời ơi, có phải là tôi ốm liệt giường sắp chết đâu. Tao đã nói là con Diệu nó thích mày rồi mà. Mày không tin cơ. Thoải mái quá. Mày hết thích con Diệu từ bao giờ đấy? Ê này,
mày để cái máy sấy tóc đâu đấy? Cho tao mượn đi. Máy sấy ở trong kia kìa. Đâu? Ở trong này này. Tao không đeo kính. Đã bảo ở trong kia kìa. Trong cuộc đời mỗi người sẽ có rất nhiều lần đầu. Lần đầu biết đi, lần đầu biết nói, lần đầu đi học, lần đầu nào cũng đầy những cảm xúc khó tả. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ra lần đầu hôn một chàng trai lại mang cho tôi những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ê này, sao sàn nhà máy trơn vậy? Tại người máy ướt đấy. Mà thôi, tao đi tắm đây. Ếch kinh điển lên người thắng thắng. Trời ạ, nghe lãng mạn thật đấy. Có khi đêm nay hai người lại được thăng hoa không chừng. Ê, đừng có nghĩ linh tinh đi. Thằng đệ tử hỗn này, dám nói đại ca như thế à? Mau quỳ xuống xin lỗi. Ấy, đệ tử biết lỗi rồi mà. Tốt. Mà nói với tôi chuyện này, ông không thấy xấu hổ à? Thì có gì đâu mà phải xấu hổ. Tôi chỉ thấy xấu hổ nếu như nắm tay bà thôi. Sao nắm tay tôi lại làm ông xấu hổ? Thì vậy mà. Hóa ra IQ cao thì cảm xúc bình thường cũng khác thật. Mà thôi, đi ngủ đi. Mẹ tôi kêu gào ầm ĩ rồi. Ok, vậy đại ca ngủ ngoan nha. Bye bye. Sao mày tắm lâu đấy? Mày bảo tao tắm lâu đấy, mà mày còn tắm lâu hơn cả tao. À, mà chuyện lúc nãy... Thôi đi ngủ đi. Sao ngủ sớm thế mày? À, quen vậy rồi. Ngủ thì ngủ. Cái gì mà sáng ra đã làm nhảm vậy? Không có gì đâu.
nó bị làm sao vậy không biết nữa. Tôi cũng đỡ rồi. Sao mày ngồi đây? Có gì đâu mà mẹ làm khóa lên vậy. Tôi chỉ muốn ăn sáng ghé chút thôi mà. Tối qua thì cũng gì và này nọ các kiểu rồi. Sáng nay lại còn bày đặt lại ngùng. Làm gì có gì? Không có gì thì thôi. Sao mày cứ phải dãy nảy lên thế? Mày bị làm sao đây? Hôm nay mày bị khó ở à? Sáng ra ai chọc tức mày thế? Không có gì. Tôi có chọc tức gì nó đâu. Triệu chứng này rất giống với triệu chứng ngày đèn đỏ của con gái. Bứt rứt, khó chịu, luôn buồn bực trong người, dễ nóng này. Có khi nào nó... Này, ông lấy cái logic đấy ở đâu ra đấy? Thôi, tôi ra ngoài một lát nhá. Mày không thể cứ như này mãi được. Phải chấm dứt chuyện này ngay. Bằng cách nào đấy? Hay là... Anh Thắng. Em tặng anh này. Nghe nói anh bị thương, em có chuẩn bị băng bông, nước sát trùng với cả thuốc đỏ. Em làm yêu anh được không? Dạ. Em làm yêu anh được không?